Hello, xin chào tất cả các bạn đang xem kênh Ông Vật Lý Điện Ô Tô. Hôm nay là một cái video đặc biệt để phản hồi các cái câu hỏi của các bạn ở trên quá trình xem kênh. Thì các câu hỏi này thường thường là nó dài quá, không thể trả lời trên tin nhắn, trên cái một cái comment được. Hoặc là có lúc thì tôi quá bận cho nên không thể trả lời, cho nên tôi làm cái video này để trả lời những cái câu hỏi. Thì sau này các bạn thì có thắc mắc gì thì cứ bình luận dưới từng video, và những cái thắc mắc nào cụ thể trong video thì các bạn nên đánh vào cái thời gian để cái đoạn đó để tôi xem lại, và tôi biết là tôi sẽ trả lời đúng cái ý của các bạn. Nếu được thì các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách bấm like, chia sẻ video, hoặc nếu tốt hơn nữa thì các bạn có thể donate bằng cách là nhắn tin cho cái bạn trợ lý của tôi, đó là bạn Salem. Số Zalo của bạn là donate thì sẽ được add vào một cái group kín để các bạn có thể đặt những câu hỏi, và trên đó thì ngoài tôi có thể trả lời thì các bạn khác đang đi làm ngoài thực tế thì cũng có thể trả lời giúp các bạn. Và cái hội này thì sẽ càng ngày càng lớn mạnh nếu có nhiều người tham gia, và sẽ có nhiều kiến thức bổ ích. Thì các tài liệu hay các cái video gì mà đặc biệt thì tôi sẽ chia sẻ trên cái group này. Bây giờ tôi sẽ đi đến với câu hỏi thứ nhất. Tôi sẽ trả lời theo gần nhất đến về trước. Câu hỏi của bạn Khoa Nguyễn. Câu hỏi của bạn đặt ở trong cái video về hệ thống nâng hạ kính trên ô tô. Câu hỏi là không có hệ thống ngắt motor khi xuống hết hành trình hạ thay. Thì câu này thì theo tôi có thể hiểu là ý bạn hỏi là khi mà mình bấm cái kiến xe nó xuống dưới tới tận cùng, nếu tiếp tục bấm nữa thì sao, nó có công tắc hành trình gì không. Thì xin thưa thì không, hệ thống không có công tắc hành trình. Nó bên trong nó sẽ sử dụng một cái CB, cái là circuit breaker. Thì cái CB này nó nối tiếp với cái motor. Đây, ví dụ như trong này có cái motor thì nó có một cái gọi là cái CB. Cái này nó là một cái công tắc nhiệt. Khi mà motor đến hết hành trình thì dòng điện nó tăng dần và làm nóng cái CB này, và CB này nó hở ra. Và nó hở ra thì cho dù mình có tiếp tục bấm thì nó không có đi nữa. Nó tránh tình trạng bị cháy motor hoặc là đứt cầu chì. Đây là cái kỹ thuật đơn giản ở trong nhiều cái cơ cấu motor mà muốn ngăn cái tình trạng là bị kẹt. Thì nó khi nó quá dòng để bảo vệ cái mạch điện này nhờ cái CB này. Rồi. Ngoài ra thì đối với hệ thống mà có những hệ thống mà nâng hạ kính mà nó có các cảm biến trên xe để nó nhận biết rằng là có cái vật, ví dụ như tay người, cái kiến nó đang đi lên mà tay người thò ra
thì nó sợ bị kẹt tay, thì ngay lập tức thì nhờ cảm biến nó phát hiện cái tay hay vật thể gì đó, thì nó sẽ tự động kiến nó sẽ lùi xuống ra cái hệ thống đời cao hơn, hiện đại hơn. Thì cái cảm biến đó thì đây, ở trên xe như trong cái mô hình này nó chỉ đó. Đây, ở đây nó có một cái cảm biến hồng ngoại, không? Nó phát ra cái tia hồng ngoại, và khi có một cái vật gì đó như cánh tay con người thò ra đây, hoặc là cái vật cứng hay cái vật gì cản đây, thì khi nó kiến nó đang đi lên thì nó sẽ tự động nó đi xuống để tránh bị kẹt. Rồi ta đến với câu hỏi thứ hai của bạn Lương Định, Lương Đinh gì đây. Thì các bạn có hỏi ở trong cái phần hệ thống lóc cửa, khóa cửa. Thì thầy cho em hỏi các loại mở cốp bằng công tắc. Có nghĩa là theo thầy hiểu thì là các cái xe bây giờ là bấm nút ở phía sau cốp thì nó sẽ mở cốp. Thì khi nhấn nút sẽ cho thông mát về hộp. Xong. Mình nhắc các bạn là khi đặt câu hỏi thì đặt câu hỏi sao cho nó dễ hiểu. Các bạn đặt những câu hỏi nó lủng củng quá thì cũng khó đọc. Thế nên thầy phải đoán hiểu. Thì theo cái cách hiểu cái câu hỏi bạn đặt là một cái nút nhấn ở phía sau cốp xe, khi mà bấm vào nút đó thì nó sẽ tiếp mát. Nó tiếp mát về một cái hộp điều khiển. Thì cái hộp điều khiển đó nó sẽ điều khiển cái con chuột mở cốp. Thì ở ngoài gọi con chuột, mà trong tài liệu thì mình hiểu nó là một cái solenoid, một cái công tắc điện từ. Khi có dòng điện chạy qua thì nó sẽ rút mở cái chốt và cái cốp mình có thể dỡ lên được. Thì đúng rồi, như vậy câu này của bạn thì giống cái câu để khẳng định. Thì đúng rồi, bạn nói cũng có ý là đúng rồi đó. Có nghĩa là tôi giải thích lại cho các bạn hiểu, đó là ở phía mở cốp thì người ta sẽ bấm vào phía cốp, nó có một cái nút. Bấm vào đó thì cái công tắc trong cái nút đó nó sẽ tiếp mát, và cái dây tiếp mát nó sẽ chạy về cái hộp, một cái hộp điều khiển điện thân xe. Thì nó sẽ mở cái cốp bằng cách là cho cái dòng điện đi vào cái solenoid, một công tắc điện từ để mở cái chốt và có thể mở cốp lên. Rồi, 3 ngày trước Tony Carey sau khi xem cái bài máy phát điện trên ô tô, thì bài này là thầy để là điện ô tô cơ bản 7. Bạn hỏi là có phần thứ 8 chưa, thì trả lời là trong cái loạt bài điện ô tô cơ bản thì có 7 bài. Thầy đánh dấu là từ 0 cho tới 6. Là ý định của thầy lúc ban đầu là chỉ có 7 bài thôi, 0 tới 6 là 7 bài. Nhưng mà sau đó thì thầy có thêm cái bài máy phát, và sắp tới thì có thể thầy sẽ thêm cái bài thứ 8, đó là bài về máy khởi động. Nhưng mà chưa có thời gian. Rồi, có một bạn tên là Hoàng Chức có hỏi là ai học rồi cho ý kiến. Có nghĩa là mình thầy đăng cái bài trên cái trang cộng đồng. Bài trên trang cộng đồng thì trên cái trang cộng đồng thì thầy có đăng cái nói về cái khóa học điện cơ bản. Thì khóa học điện cơ bản này gồm 5 buổi. Thì học phí của mỗi buổi là 200.000 một buổi. Thì trong cái 5 buổi này thì sẽ trình bày những cái vấn đề cơ bản để nền tảng để cho các bạn có thể
học điện sau này. Đa số các bạn bị mất căn bản, và cái chính của cái đầu ra của cái loạt bài này là hướng dẫn các bạn biết cách để đọc cái sơ đồ mạch điện để giúp các bạn tự học sau này. Thì ai mà đã học cái lớp này rồi thì xin bình luận ở đây ha. Những cái bạn học viên mà đã học lớp này rồi thì xin vui lòng là cho ý kiến để cho cái bạn Hồng Chức cũng như các bạn khác là biết cái quá trình học nó như thế nào, cảm hứng học nó sao. Tiếp theo là có bạn Thơ Nguyễn hay Nguyễn Thọ gì đấy, trong cái bài xác định công tắc gạt nước, đấu dây mạch gạt nước, thì bạn có bình luận đó là hướng dẫn phải có thuyết trình luôn thì hay hơn đọc chữ. Thì cũng nói cho bạn hiểu, các bạn xem kênh hiểu là có những cái video mà thầy hướng dẫn là thầy bắt buộc phải chèn chữ mà không có tiếng, lý do là cái âm thanh ở cái nơi thu nó quá ồn, cho nên là thầy bỏ cái phần âm thanh và phải chú thích bằng chữ, thì do đó là điều kiện không cho phép thôi. Tiếp theo là bạn Kỳ Anh, trong cái bài nguồn điện trên ô tô điện cơ bản 2 thì bạn có hỏi, nhưng mà thực ra là câu hỏi của bạn cũng khó hiểu, và thường thường là những câu mà hỏi khó hiểu á, thầy không thể trả lời được thì nó lưu lại trong này, cho nên lâu lâu thì thầy sẽ mở ra những cái câu hỏi nào mà thầy chưa kịp trả lời ở trên kênh bằng cách bình luận, comment, thì thầy sẽ trả lời bằng những cái video như thế này. Các bạn xem kênh thì có thể cứ để lại comment những câu hỏi. Nhớ là để câu hỏi đơn giản, đừng có để câu hỏi mà viết tối nghĩa quá thầy đọc không hiểu, không thể trả lời được. Có những câu hỏi mà không thể mà trả lời ở trên này, lý do nó đôi khi nó là cả một cái bài học, cho nên là các bạn không cách nào khác phải đi học. Sẵn đây mình thầy cũng gọi là quảng bá chiêu sinh luôn, thì ngoài cái lớp điện cơ bản thì hiện tại thầy cũng đang dạy hai cái lớp điện thân xe. Thì điện thân xe thì học các cái hệ thống điện liên quan đến trong, nó hay gọi là điện nội thất, điện ngoại thất gì đó, nhưng mà thầy thì gọi là điện thân xe. Ngoài ra thì sắp tới thầy mở cái lớp điện động cơ, học những cái hệ thống điện liên quan tới động cơ phun xăng. Vậy ai quan tâm thì có thể liên hệ với số của Salem để đăng ký. Rồi, câu hỏi tiếp theo đó là của bạn Kiệt Võ, cho em hỏi ngành điện ô tô có cần giao tiếp tiếng Anh không, tại em đang học giao tiếp, ông thầy trả lời. Thì câu hỏi của bạn là nằm trong cái video về tiếng Anh chuyên ngành điện ô tô. Tiếng Anh giao tiếp thì thực sự thì nếu mà người đi làm công việc trực tiếp với ô tô thì tiếng Anh giao tiếp nó không cần thiết. Nhưng mà đối với xã hội hiện nay thì tiếng Anh giao tiếp là cần thiết, bởi vì khi mà vào những cái môi trường chuyên nghiệp, ví dụ như những cái hoặc là bạn làm ở những cái vị trí như cố vấn dịch vụ, thì khi gặp một khách hàng người nước ngoài thì bắt buộc bạn phải giao tiếp được những cơ bản với người nước ngoài. Nói tóm lại thì tiếng Anh nói chung là
khuyến khích học. Còn riêng tiếng Anh chuyên ngành thì đã học ngành ô tô thì chắc chắn bạn phải trau dồi thêm tiếng Anh chuyên ngành. Thì thầy có làm các cái clip sau này, thầy sẽ cố gắng có thời gian để ra nhiều các video về các cái từ tiếng Anh thông dụng trên ô tô, thì các em chú ý đón xem. Rồi, câu hỏi tiếp theo là của bạn Bùi Văn Đoàn. Bùi Văn Đoàn: MS-Gen là gì? Có gì khác không bạn? Loại gen nào sử dụng điện áp 2.5? Bạn thắc mắc ở trên cái bài đó là bạn gen Lin. Thì trong ô tô thì chắc các bạn này đang học ở một cái ngành khác nhưng mà đang quan tâm về mạng Lin với gen, cho nên là hỏi về MS gen. Thì trong ô tô thì tôi không thấy có cái mạng MS gen này, nhưng mà tra trên Google thì được biết là cái MS gen này là một cái mạng gen, một cái chủng gen do cái hãng Motorola nó phát triển riêng. Thì gen, link gen thì trên các cái video thì nó đầu tiên là được sử dụng trên ô tô, tức là do cái hãng Bosch của Đức nghĩ ra đầu tiên. Nhưng sau này các cái phần điều khiển hệ thống của điện tử, ví dụ như trong điện thang máy hay là các cái máy móc ở trong nhà xưởng mà cần liên kết với nhau thì nó hay dùng gen, và nó thấy gen ở trên ô tô, ứng dụng trên ô tô hay, cho nên nó phát triển ra mạng gen. Đôi khi cái chủng gen nó không giống chủng gen ô tô, nó làm riêng cho nó. Và cái hãng Motorola nó cũng có cái chủng gen MS gen. Thì bạn nên tìm hiểu ở trên về, nếu bạn học chuyên về bên đó thì nên tìm hiểu ở những cái người mà dân chuyên về bên cơ điện tử, thì họ sẽ nói cho bạn nghe về cái vấn đề này. Rồi, bạn Nguyễn An thì cho lời khen, hay lắm. Rồi, nhiều người thì cho lời khen thì tốt, nhưng mà cách tốt nhất đó là bạn nên phía dưới video có cái nút bấm like đó, bạn nên bấm một like. Tại vì số like, lượt like càng nhiều trên một cái video thì nó sẽ làm cho cái video đó được đề xuất nhiều hơn, được đề xuất nhiều hơn, thì nó cũng tăng thêm cái thu nhập cho kênh và làm động lực cho tôi có thể làm nhiều video hơn. Còn cái lượt like của bạn nó không, nói chung nó gián tiếp cũng giúp cho cái video lan tỏa đến nhiều người. Có nhiều người thì bấm em like cho thầy một like, nhưng mà không hiểu là bạn đó có biết bấm nút like hay không, hay là chỉ viết như vậy thôi. Rồi, tiếp theo. Một cái bạn này không có quan tâm, chỉ có quan tâm đến là xin nhạc nền. Thì cái nhạc nền thì là thầy lấy ở trên cái phần mềm của cái Filmora chính, trên cái phần mềm chỉnh sửa video thì nó có. Bạn này cảm ơn bạn, thầy giỏi thật. Bạn dạy sửa hộp không thầy? Thì không, thầy không có dạy sửa hộp. Tại sao bạn Trọng Hoài, tại sao không lấy nguồn IRE ạ? Câu hỏi đặt ra ở trong cái bài mạch điện ô tô cơ bản. Thì đối với những cái câu hỏi này thì rất khó trả lời, bởi vì các bạn không có đánh dấu lại cái phút nào thầy nói ở trong mạch đó.
Cũng có thể, nói chung là tôi chưa hiểu ý bạn muốn hỏi ở trong cái đoạn nào. À, tại vì có những cái video mà thầy làm cũng lâu quá, cả một năm nay rồi, cho nên đôi khi thầy quên luôn là thầy đã nói những cái nội dung gì trong đó, nên không biết phải trả lời. Bạn nên chú thích rõ lên. À, trân trọng những gì thầy đã làm, xin cảm ơn Bảo Toàn Lê. Rồi, cảm ơn. Hãy làm bằng những hành động thiết thực, đó là share video mà bạn thấy hay trên Facebook, trên Zalo, cho các cái group. Rồi bạn bấm like vào những cái video bạn thích. Cảm ơn. Đó là lời cảm ơn thiết thực. Rồi bạn Vũ Thăng, trong bài điện tử ô tô 3 có bài ứng dụng transistor và cảm biến quang, thì bạn có nói là trong issue mình chỉ dùng transistor NPN MOSFET, chưa nhìn thấy loại PNP. Chắc bạn chưa không biết là có câu hỏi của bạn thì thực ra cũng không hỏi, bạn chỉ giống như là đang khẳng định là những cái gì bạn biết thôi. Thì thật sự là những cái gì bạn biết nó cũng chưa tới. Bạn nên nghiên cứu lại. Đúng là trong cái issue thì NPN sử dụng ít, nhưng mà PNP thì cũng có đó, tại không biết. Tiếp theo, 3 tháng trước thầy làm video hướng dẫn xác định các công tắc điều khiển trên ô tô đi ạ. Thì thật ra thì các cái công tắc này thì chắc là bạn này đang đi theo học ngành ô tô ở trong trường, cho nên là ở trong trường có những cái nội dung mà hay đưa những cái công tắc và yêu cầu sinh viên xác định, đo các công tắc để xác định chân. Thì thực ra những cái nội dung đó thì thầy không có ưu tiên làm, bởi vì nó giống như là những cái phần nó chỉ tồn tại ở trên, giúp ích trên lớp nhiều hơn. Với lại kênh này cũng hướng đến những cái kiến thức nền tảng là chính, và để giúp cho những người học có thể pha tự tự tìm hiểu, tự ấy tự tìm hiểu và tự nghiên cứu. Còn những cái bài thì chắc chắn là thầy cũng, khi nào có điều kiện thời gian rảnh rỗi thì thầy cũng có thể làm, nhưng mà các cái video đó thường thường là hướng đến những cái bạn đang học trong trường nhiều hơn là những người đi làm ở ngoài. Lý do thường thường là mỗi công tắc ở trên xe thì người ta ít khi nào người ta đo và xác định chân. Đa số là người ta có thể đo trực tiếp, vì trên xe nó có nguồn, người ta đo trực tiếp, người ta kiểm tra trên đó, người ta kiểm tra nguồn, kiểm tra cái chân điều khiển nó ra như thế nào, có nguồn ra không. Chứ ít khi mà ngồi đo mấy cái công tắc, cho nên thầy không hướng đến cái đó nhiều. Rồi, tiếp theo chắc là thầy phải đọc lướt qua, rồi cái nào thầy trả lời, chứ còn đọc đi tuần tự thì hơi nhiều. Có nhiều bạn đặt những câu hỏi mình không hiểu, bạn đặt ví dụ như bạn Hải: thầy hướng dẫn đọc sơ đồ 1 giây đi ạ. Thật sự không hiểu sơ đồ 1 giây là gì luôn. Rồi, chắc là video đến đây cũng đã dài. Thì chắc khi nào đó thì thầy sẽ có những cái video để trả lời tiếp cho các bạn. Nhớ những cái điều mà thầy nhắc các bạn là cố gắng đặt câu hỏi, đặt
câu hỏi làm sao để cho người trả lời có thể hiểu được ý của mình, hoặc là muốn hỏi một cái đoạn nào trong cái video đó thì các bạn có thể đánh vào cái phút, tức là các bạn gõ ví dụ như là một phút năm mấy giây thì các bạn gõ một, rồi các bạn gõ hai chấm, rồi năm mươi mấy giây đó thì nó sẽ tự động nó sẽ hiện lên và thầy sẽ bấm vào đó để biết là bạn đang hỏi đến cái đoạn đó trong video, vì nó rất nhiều video để mà có thể nhớ hết những cái nội dung mình đã nói cái gì trong đó. Rồi, cảm ơn các bạn thì đã theo dõi kênh, và để giúp kênh phát triển thì các bạn có thể nhiều cách hỗ trợ bằng cách đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ các video đến cho các group các bạn của mình trên Facebook, và có thể donate để kênh có thầy có nhiều kinh phí, dành nhiều thời gian hơn, tại vì hiện tại thầy vẫn phải đi dạy, cho nên là công việc nó nhiều, đôi khi có rất lâu mới ra được video, mong các bạn thông cảm. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một video khác.